Anh à, mấy hôm nay anh đang có chuyện gì vậy? Em thấy lúc nào anh cũng thẫn thẫn thờ thờ. Chuyện kinh doanh có vấn đề gì hả anh? Đúng là có chuyện anh phải suy nghĩ, nhưng không phải là chuyện kinh doanh đây mà. Vậy là chuyện gì? Anh đang suy nghĩ về chuyện mà đã làm cho em lo lắng. Nói vậy, anh đã gặp người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó đã nói gì với anh? Anh đã nói gì với bà ta? Em bình tĩnh lại đi, đừng quá xúc động như vậy mà. Dù mình có che đậy thế nào, cũng không thể nào ngăn cản được tình mẹ con ruột thịt đâu em à. Tình máu mủ là thiêng liêng, chúng ta không có quyền ngăn cản đâu em. Hãy can đảm mà đối diện với sự thật thôi em à. Không, em không đồng ý đâu. Em đã nuôi con suốt bao nhiêu năm, em lo lắng, thương yêu con như thế nào. Hồi đó bà ta sinh con ra rồi dứt bỏ nó. Bây giờ thấy con nên người thì lại đến nhìn lại. Không, em không thể chấp nhận được đâu. Anh đừng thuyết phục em nữa. Em à, người phụ nữ đó không dứt bỏ con như em nghĩ đâu. Đừng ích kỷ như vậy mà em. Em không nghĩ cho bà ấy thì hãy nghĩ thử cho con mình. Nếu không được nhìn mẹ thì con mình sẽ như thế nào đây? Nếu thương con thì mình phải làm tất cả vì con thôi. Không, em à, em không làm được. Em nói là em không làm được mà. Anh đừng thuyết phục em nữa. Em không cam lòng đâu. Sống âm thầm miệt mài năm tháng qua, kiếp không nhà lạc loài cô đơn xót xa. Thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày ánh dương xua bóng đêm dài và những bóng tối lạc loài dần nhạt phai. Người không nên tham lời danh chút tiền tài, nhẫn tâm chia sẻ con người, hãy sống nhân ái vì đời cho. Chị tìm cái gì vậy chị? Sợi dây chuyền của chị em có thấy đâu không? Không, chị đeo trên cổ mà. Nhưng mà bây giờ không có. Chị có tháo ra không? Không. Chị nhớ lại coi, lúc chị đi về nhà có còn hay không? Chị cũng không nhớ nữa. Hôm qua đến giờ chị đi đến những chỗ nào? Cô có rớt đâu không để em tìm quanh nhà cô có không? Chị đâu có đi đâu. Chị chỉ quanh quẩn trong nhà thôi à. Rồi chị có ra chuồng heo thôi. Hay là nó rớt ở nhà trọ, để khi em trở lên á, em tìm thử cô có không. Sự dây chuyền đó rất quan trọng đối với chị. Vậy mà chị... Thôi chị đừng buồn nữa, hy vọng là sẽ tìm được mà. Thank you.
nghe má nói nè Nam. Không phải vậy đâu con. Nam, 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 nghe má nói nè, Nam à. Nam. Rồi, em mua cái gì mà nhiều sách quá vậy? Sách nào cần thì em mua thôi. Em thích thì em mua. Mua về rồi có đọc không? Có. Em mắc học và em mắc đọc. Ơ, cái đó là truyện mà. Lấy hết. Nam. Má. Má. Nam. Con trai của má. Con ơi. Anh ra coi. Hai người làm cái gì vậy? Kìa Khanh ơi. Tôi đã cảnh báo với anh rồi mà. Tôi đã nói mình sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ bất chính này mà. Khanh, bây giờ anh còn cho mình là thanh cao và trong sạch nữa hay không chứ? Con không được nói như vậy. Không được nói như vậy. Tại sao con không được nói chứ? Vậy là hành động vừa rồi của hai người là đúng hả? Tại sao má lại làm như vậy? Tại sao má lại phản bội ba chứ? Tại sao má có thể làm chuyện đôi bại như vậy được? Không. Má. Má đánh con nữa đi. Vì từ trước tới giờ má có bao giờ yêu thương con chứ? Bây giờ con lột mặt nạ của nhân tình trẻ của má, trời, con nhận cái tát của má mới là lạ đó. Không con ơi. Có phải vậy không Khanh? Bây giờ tôi phải gọi anh là gì cho đúng chứ? Khanh, không phải vậy đâu. Em đừng nói nữa. Anh cũng nói như vậy nữa hả? Phải mà, bạn thân của anh mà. Con ơi, anh không bao che chứ? Thực ra là Nam. 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 Nam ơi. Nam. Khanh. Bác. Bác có sao không bác? Má, từ lâu rồi con muốn gọi má như vậy. Bây giờ thì con có thể gọi được rồi. Con cảm ơn má vì má đã không giết bỏ con. Con cảm ơn má vì má đã cho con về với cội nguồn của mình. Con cảm ơn má. Má à. Con à, con có nhầm lẫn gì không vậy? Dì không tin là má con làm cái chuyện đó đâu. Con đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng vì chưa có bằng chứng. Hôm nay con nhìn thấy hai người ôm nhau ở trên phòng khách. Con vạch trần bộ mặt của gã nhân tình đó, rồi má con tát con một cái nữa. Như vậy còn không phải sao hả dì? Mà ba con có biết chuyện này không? Trước đây con có nói về mối quan hệ này cho ba biết rồi, nhưng ba nói là con sai. May mà hôm nay á, ba con không có nhìn thấy cái cảnh này đó. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
luôn. Dương đang ở đâu vậy? Tới nhà tôi liền bây giờ được không? Có gì vậy anh? Má không khỏe hả? Không phải, chuyện của Dương đó. Thôi, anh chờ Dương ở nhà nha. Dạ dạ dạ, anh tới liền. Một hồi anh kêu tôi nói bác y giáo từ bên kia sang bên đây. Như tôi đã nói, mình cứ làm y chang như vậy. Bây giờ thì mình phải đi. Dạ. Anh cứ lo tiếp tục ha. Dạ. Tôi đi nha. Con nó đã nhìn thấy bộ đồ. Nó đã biết tất cả rồi anh à. Nó đã hết thương em rồi. Nó sẽ không về đây với em nữa đâu. Em bình tĩnh đi. Xem lại nghĩ về con như vậy. Nuôi con bao nhiêu năm mà em không hiểu nó sao. Con nó sẽ về. Nó đi gặp má nó. Rồi nó sẽ về mà em. Em bình tĩnh đi. Có thật không anh? Có thật là con sẽ quay về với mình không? Thật mà. Em yên tâm đi. Má, Nam, con về rồi hả? Má, anh chị và má không biết nói sao với Dượng bây giờ nữa. Chị và má có tội với dì Út nó nhiều rồi, nên không đủ tư cách gì để mà khuyên nhủ nó được đâu. Để nó làm chuyện này thiệt... Không phải như vậy đâu chị Hai à. Vợ em không phải là người như vậy đâu. Đừng có nghĩ như vậy mà tội nghiệp cho vợ em. Quỳnh đau khổ quá nhiều rồi. Đừng làm gì để cho cô ấy đau khổ thêm nữa. Anh biết vì Dương quá thương dì nên mới nói như vậy. Nếu Dương có thể tha thứ thì tốt quá. Nếu con tha thứ cho con Quỳnh, má cảm ơn con nhiều lắm. Không đâu má, vợ con không có lỗi gì hết. Người thanh niên đó không phải là nhân tình của Quỳnh đâu, mà là đứa con trai mà Quỳnh đã tìm kiếm suốt hơn 20 năm qua. Bây giờ mới gặp được đó. Thời gian qua vợ con đã phải dằn vặt, khổ tâm rất nhiều. Nhận ra con nhưng lại không dám nhìn con, sợ người ta không cho phép. Sợ con mình vì nỗi oán hận trong lòng không chịu nhìn mẹ. Cô ấy phải chịu đựng một mình mà không thể nói với ai. Khi không chịu đựng được nữa, Quỳnh mới nói điều đó với con. Con biết Kiều Khanh nó hiểu lầm mối quan hệ này, nhưng con chưa thể nói hết sự việc này cho con Khanh nó nghe. Con nghĩ là đợi đến khi nào mà nó trưởng thành á, và suy nghĩ chín chắn một chút rồi con sẽ kể cho nó hiểu. Không ngờ sự việc lại xảy ra như ngày hôm nay. Con nói cái gì? Cậu đó là con trai của Quỳnh sao? Con thì không có chắc chắn, nhưng Quỳnh lại tin như vậy. Em à, cậu thanh niên đó là người như thế nào mà dì Út đã gặp trong trường hợp nào vậy em? Cậu ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau đó được một gia đình nhận về làm con nuôi, sắp là cử nhân kinh tế rồi đó. Trời ơi, lại trời lại Phật, đã cho con Quỳnh nó gặp lại con của nó. Con biết con mình trưởng thành như vậy, chắc dì Út nó cũng đỡ đau khổ. Thật là may mắn quá ha má. Má mừng lắm con. Dì Út chắc đau lòng vì chuyện hiểu lầm này lắm nè. Thôi, Dương về an ủi dì nó đi. Nam à, má xin lỗi con. Tại vì má thương con quá, má sợ mất con nên má mới ích kỷ như vậy. Đây là kỷ vật hồi nhỏ của con. Má đã nói dối là không có gì. Bây giờ má trao lại nó cho con. Con hãy giữ nó rồi nhìn lại mẹ của mình đi. Má không có lỗi gì đâu.
Con hiểu vì sao má làm như vậy mà. Giờ con càng hiểu rõ hơn tình thương của ba má dành cho con. Dù con có tìm được mẹ ruột của con thì con vẫn mãi mãi là con của ba má mà. Má cảm ơn con, Nam à. Sao má lại cảm ơn con? Công ơn của ba má cả đời này con cũng không bao giờ báo đáp được. Má đừng nói như vậy mà con mang tội. Còn cái này con nhờ má giữ giùm con. Má hãy xem như đây là bộ quần áo mà má đã mặc cho con lúc con chào đời. Má, má cầm đi. Nam, đó là bí mật của gia đình mà mọi người không nói cho con biết. Vì chuyện đó quá đau lòng. Giờ thì con đã biết vì sao má con không dành cho con tình thương yêu như con mong đợi. Vì con đã có quá đầy đủ. Còn anh trai của con phải sống lưu lạc, không biết sống chết như thế nào, no đói ra sao. Má con đã đau khổ từng ấy năm. Con phải hiểu và thương má con nhiều hơn mới phải. Em đừng buồn nữa, rồi con sẽ hiểu thôi. Tại sao nó lại đối xử với em như vậy? Có phải là vì em sanh nó ra mà em không dạy dỗ nó đúng không anh? Như vậy là lỗi tại em phải không anh? Không phải, đó là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải cho con biết chuyện này sớm hơn. Là lỗi của con. Con xin lỗi má. Má đừng có giận con nha má. Con không biết má đau lòng như thế nào. Trong suốt thời gian vừa qua, trong lòng của con lúc nào cũng tủi hờn vì sự ghẻ lạnh của má đối với con. Đã có lúc con rất ghét má, vì con nghĩ rằng má không phải là má ruột của con. Nhưng con suy nghĩ lại thì không phải như vậy. Má là má ruột của con. Con biết má không có thương con, nhưng con sẽ cố gắng để được má thương. Con là con của má. Con sống gần má suốt mười mấy năm. Má chưa bao giờ ôm con vào lòng. Má chưa từng nhìn con bằng ánh mắt trìu mến. Má chưa từng mua cho con những thứ gì, dù là cái kẹp hay là cái áo. Tự nhiên có một thanh niên xa lạ xuất hiện, má lại dành hết tình thương cho người ta. Má mua áo cho người ta, má ôm người ta vào lòng, má nhìn người ta bằng ánh mắt trìu mến. Con phải hiểu điều đó như thế nào. Vì sự ganh ghét, vì lòng ích kỷ, cho nên con mới suy nghĩ hồ đồ như vậy. Má tha lỗi cho con nha má. Má xin lỗi con vì đã không dành tình yêu thương trọn vẹn với con. Nhưng mà má lúc nào cũng yêu thương con hết. Nhưng mà tại sao con lại nghĩ rằng má không phải là má của con chứ? Con hiểu rồi. Con xin lỗi má. Má đừng có giận con nha má.
em sẽ xin lỗi người đó. Nhưng em sẽ không chấp nhận anh ta là anh trai của mình đâu. Tại sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng em cảm thấy á, em ghét anh ta lắm. Có phải vì Nam xuất thân từ đại trẻ mồ côi không? Em cũng không biết. Nhưng em cảm thấy không được rõ ràng lắm. Nếu chị vì Nam xuất thân từ đại trẻ mồ côi mà em coi thường thì em không nên tôn trọng anh. Anh nói gì kỳ vậy? Sao anh lại tự so sánh mình với anh Nam? Anh và Nam đều bị cha mẹ mình bỏ rơi, sống với người không sinh ra mình. Nếu như có xuất thân như vậy thì không đáng để một người cao quý như em tôn trọng, phải vậy không? Anh Điền à, ý em không phải như vậy đâu. Nhưng anh còn có gia đình, còn có ba anh nữa mà. Đó không phải là ba ruột của anh. Người mà sinh ra anh để dứt bỏ anh trước cổng chùa, ba anh chắc không nỡ bỏ anh thêm một lần nữa, cho nên đã cưu mang anh. Giờ em đã biết rõ về anh rồi chứ? Anh Điền à, em không phải là không tôn trọng anh Nam vì anh xuất thân từ trại trẻ mồ côi đâu. Em ghét ảnh á là vì ảnh dành hết tình thương của má em. Tự nhiên một người xuất hiện là được má em yêu thương nhiều như vậy. Còn em sống với má em từ đó tới giờ mà má em chưa có từng thổ lộ một lời yêu thương với em chút nào hết á. Tại sao em lại suy nghĩ như vậy? Đến bao giờ mới trưởng thành được đây? Anh... Cậu đừng giận Kiều Khanh nha. Suy nghĩ quá để con nên mới có hành động như vậy. Mà cô ấy cũng có lý do của mình. Một người xa lạ tới gọi mẹ của mình bằng mẹ, rồi dành hết tình thương của mẹ mình. Vì quá ghen tức nên cô ấy mới làm như vậy thôi. Ừ, mình hiểu mà. Mình không giận cô ấy đâu. Mình chúc mừng nha. Trước đây cậu đã từng mơ ước như vậy. Giá như mình cũng được như một người con của cô Quỳnh. Sự thật bây giờ đã thành hiện thực rồi đó. Thật là kỳ diệu ha. Thấy mọi chuyện cứ như câu chuyện cổ tích vậy đó. Đi đi. À, chị Quỳnh à, tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đến đây gặp chị. Nếu như chị là một người mẹ đã dứt bỏ con thì tôi sẽ không cho phép chị nhận lại con đâu. Hoàn cảnh chị tôi biết, tôi cũng rất thương con, nên tôi hiểu nỗi lòng của chị. Hôm nay tôi tới đây là để gửi lại cho chị cái vật này. Chị mới là người phải giữ nó. Chị cứ yên tâm. Thằng Nam là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. Cảm ơn chị. Chị ơi, chị ơi, tại sao lại như vậy chứ? Không thể nào là như vậy được. Chị cho tôi hỏi cái áo kia đâu? Cái áo chính tay tôi mai mặc kim tay, nó là dải màu xanh nước biển. Chính tay tôi mai chị để ở đâu rồi? Có phải là chị bỏ rơi ở nhà không? Chị có thể về nhà tìm lại giúp tôi được không hả chị? Không phải là cái áo này đâu. Không phải là cái áo này. Chị nói sao? Nó không phải là cái áo này à? Đúng, không phải áo này. Tôi năn nỉ chị, chị về nhà chị lấy giùm tôi đi. Có thể là chị bỏ rơi ở nhà rồi. Chị quay về chị lấy giùm tôi đi. Tôi xin chị mà. Chị Quỳnh à, chị bình tĩnh lại đi.
Con xin chị, chị làm ơn, chị đi về nhà chị lấy giùm tôi đi. Đi về lấy giùm tôi đi mà. Đi về lấy giùm tôi. Chị Quỳnh, tôi xin chị. Chị Quỳnh, chị Quỳnh à, chị sao vậy? Có ai không? Cứu chị Quỳnh ơi. Má ơi, má đừng làm con sợ nha má. Má đừng làm con lo lắng nha má. Má đừng có sao nha má. Ba ơi, má còn có sao không ba? Con bình tĩnh đi. Má ơi, má đừng làm con sợ nha má. Mời mọi người ra ngoài giùm cho. Quá nhiều người trong phòng không có tốt cho bệnh nhân đâu. Dạ. Má, với chị hai ra ngoài đi. Bác sĩ ơi, má còn có sao không vậy? Sao lâu quá mà má còn chưa có tỉnh nữa? Má con không sao đâu, đừng lo quá nha. Dạ. Phải nằm theo dõi trong một thời gian. Dạ. Người nhà cũng đừng lo lắng quá. Dạ, con cảm ơn bác sĩ nhiều. Ừ. Má. Lên. Ồ, anh Biển. Anh Biển về hồi nào vậy? Anh về từ chiều qua. Em khỏe không? Em khỏe lắm lắm. Ờ, có còn đau nhức gì không? Dạ không, em hết rồi anh. Ờ, anh đi làm trên đó đào được rễ cây trị bá bệnh. Anh đem ngâm thuốc rồi nè. Nè, nghe nói trị khớp hay lắm. Anh ngâm rượu sẵn rồi nè. Mỗi buổi tối em uống chung nhỏ thôi, chừa lại một ít để xoa bóp chân tay là được hả? Hả? Trời ơi, em đâu có biết uống rượu. Cái này rượu thuốc mà, nhắm mắt uống đại là được à. Uống hết hũ này chắc em nghiền rượu luôn á. Đừng có lo, em mà nghiền rượu hả, anh làm bạn rượu của em luôn. Anh đi làm trên đó có vui không? Nhớ em thấy mồ, vui nổi gì mà vui. Anh lại nói tới chuyện đó rồi. Anh đã nói với em rồi mà. Anh sẵn sàng chờ cho đến khi nào em chấp nhận tình cảm của anh. Anh cho em thời hạn nửa năm. Tới lúc đó, nếu em không đưa được người con trai ở xa nào đó tới đứng trước mặt anh, thì anh sẽ nhờ người mai mối đến hỏi cưới em. Lúc đó em đừng có né tránh. Một năm được không anh? Không được, chỉ nửa năm thôi. Em, ra uống thêm chút đi cho mau khỏe. Em không uống nữa đâu. À, em à, nằm xuống đi. Em nằm nghỉ cho khỏe nghe, anh ra ngoài chút. Anh đi nghe. Chú cũng không biết nói gì để an ủi cháu. Mong cháu đừng quá thất vọng. Con chịu đựng được mà chú. Chỉ sợ cô thôi. Sau cú sốc này, cô khó mà gượng dậy. Sức khỏe cô sao rồi chú? Chào cô. Cô. Xin lỗi con Nam à. Cô đừng nói như vậy mà cô. Con xin lỗi cô. Bởi vì con không phải là con trai của cô. Nhưng thật ra trong lòng con lúc nào cũng xem cô như là người mẹ của con. Cô đừng quá thất vọng nha cô. Con tin với tấm lòng của một người mẹ như cô thì sẽ có một ngày nhất định
cô sẽ tìm được con trai của mình. Cảm ơn con Nam ạ. Con xin phép cô, con ra ngoài. Dạ cháu chào bác. Cháu có chút quà. Chúc bác mong mạnh khỏe. Cảm ơn Điền. Con để đó đi. Con ngồi đi. Dạ. Cô khỏe để làm gì hả con? Cô muốn cứ như vậy rồi ra đi thì tốt nhất. Bác đừng nói vậy. Bác phải có niềm tin vào những điều tốt đẹp bác à. Cô không còn tin vào điều gì nữa con à. Ngay cả đức tin trong lòng cô cũng không còn nữa. Ông trời đã quá nhẫn tâm thách thức sự chịu đựng của cô. Cô kiệt sức rồi Điền à. Cuộc đời này có rất nhiều nỗi bất hạnh. Nhưng dù sao đi nữa, bác cũng phải cố gắng vượt qua bác à. Bác Quỳnh mà cháu biết là một người mẹ có tấm lòng vĩ đại. Bác sẽ luôn nhận được những gì thuộc về bác. Cháu tin là như vậy. Cảm ơn Điền.